Trận U22 Campuchia vs U22 Indonesia diễn ra trong tình cảnh hết sức ngặt nghèo cho đội chủ nhà. Dù thắng, đoàn quân của ông Keisuke Honda vẫn chưa chắc giành vé vào bán kết SEA Games 2023 về phong độ U22 Campuchia vs U22 Indonesia giới chuyên gia cho rằng rơi vào một bản đấu dễ hơn bao giờ hết, những tưởng U22 Campuchia sẽ giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, trận thua trước U22 Myanmar đã đẩy đội chủ nhà vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi đứng trước nguy cơ bị loại ngay tại vòng bảng. U22 Campuchia chỉ giành vé khi và chỉ khi đánh bại U22 Indonesia, đồng thời U22 Myanmar không thắng được U22 Philippines trong lượt cuối. Khi ấy, U22 Myanmar nhiều nhất cũng chỉ có 7 điểm như U22 Campuchia, nhưng đội chủ nhà sẽ đứng ở vị trí thứ hai do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong lúc đó, U22 Indonesia đã chắc chắn vào bán kết sau 3 trận toàn thắng. Thậm chí, đội bóng trẻ xứ vạn đảo cũng đã cầm chắc ngôi nhất bản. U22 Indonesia chỉ mất ngôi đầu khi thua đậm U22 Campuchia, đồng thời U22 Myanmar thắng đậm U22 Philippines. Nói tóm lại, nguy cơ này là rất khó có khả năng xảy ra. Về lực lượng U22 Campuchia vs U22 Indonesia, theo thông tin mới nhất, U22 Campuchia sẽ có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quyết định số phận của mình. Về lý thuyết, việc U22 Indonesia sớm giành quyền đi tiếp sẽ giúp U22 Campuchia dễ thở hơn trong cuộc đối đầu này. Vì rất có thể, huấn luyện viên Indra Safi sẽ chỉ sử dụng đội hình dự bị để tạo cơ hội cho các cầu thủ ít thi đấu có dịp ra sân. Đây cũng là cách để U22 Indonesia chuẩn bị thêm phương án cho vòng khờ no chào ở phía trước. Dù sử dụng đội hình nào đi chăng nữa thì xem ra, U22 Indonesia cũng sẽ khó lơi chân cho đội chủ nhà bởi vì danh dự và màu cờ sắc áo. Hơn nữa, chất lượng đội hình của U22 Campuchia bị đánh giá thấp hơn so với U22 Indonesia, nên rất khó để đội chủ nhà hy vọng chiến thắng. Cùng với đương kim vô địch U22 Việt Nam, U22 Campuchia bước vào SEA Games 2023 với tư cách đội bóng hạt giống số 1 của giải đấu. Tuy nhiên, lý thuyết là vậy song nếu nhìn vào phong độ thực tế của đội chủ nhà SEA Games, có thể thấy thầy trò huấn luyện viên Honka vẫn chưa đủ tầm vóc và bản lĩnh để cạnh tranh huy chương. Theo đó, những chiến binh Angkor có khởi đầu sung sẽ khi đánh bại đội bóng lót đường U22 Timor-Leste với tỷ số 4-0. Dù vậy, ở hai lượt trận tiếp theo, U22 Campuchia cho thấy rõ điểm yếu về bản lĩnh khi để U22 Philippines cầm hòa 1-1 và thua 0-2 trước U22 Myanmar. Với kết quả trên, đội chủ nhà Campuchia chỉ đứng ở vị trí thứ ba của bảng A và đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Theo đó, họ chỉ có thể đi tiếp nếu giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng và trong trận đấu cùng giờ, U22 Myanmar không thể đánh bại đội bóng đã bị loại U22 Philippines. Đáng chú ý đội bóng xứ vãn đạo đang là cái tên bất khả chiến bại khi thắng cả ba lượt trận, ghi tới 11 bàn và không để thủng lưới tại bảng A bộ môn bóng đá Nam SEA Games.